Buổi gặp gỡ 20 năm làng sóng xanh diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham gia của các ca sĩ gắn liền với giải thưởng này như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Lưu Phước Thịnh. Sự có mặt của cả Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh gây chú ý đặc biệt bởi cả hai từng không nhìn mặt nhau suốt nhiều năm. Mới đây, Mr. Đàm lại vướng tin đồn bỏ ghế nóng vì né Phương Thanh, khiến mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ càng trở nên nhạy cảm. Xuất hiện tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh gần như không nhìn mặt nhau dù vẫn vui vẻ tạo dáng trước ống kính, trò chuyện với những đồng nghiệp khác. Phát biểu trong buổi gặp gỡ, chị Chanh tuyệt nhiên không nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng. Phương Thanh cảm giác mình vẫn liên quan đến làng sóng xanh mặc dù không đứng trên sân khấu hát. Và cái kỷ niệm cho tới bây giờ là 20 năm, lúc nào vẫn có cái làng sóng xanh ở trong đầu mình. Là một kỷ niệm không bao giờ quên, bởi vì Phương Thanh từ một con người bình thường bước lên một vị trí khác, đi vào lòng người và tới giờ này có một cuộc sống khác, được yêu mến nhiều hơn. Phương Thanh xin, hôm nay sẽ có những ca sĩ cùng thời Phương Thanh sẽ không có mặt ở đây. Nên một lần nữa xin nhắm mắt lại và tưởng tượng đến những khuôn mặt, những đồng nghiệp của mình, và cảm ơn ekip của chương trình Làng Sóng Xanh Đài Tiếng Nói Việt Nam rất là nhiều. Dù không được Phương Thanh nhắc đến, thậm chí còn khẳng định những ca sĩ cùng thời với Phương Thanh không có mặt ở đây, nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn vui vẻ cho biết Làng Sóng Xanh có ý nghĩa rất lớn đối với anh, và vì Làng Sóng Xanh, anh có thể cõng Phương Thanh như ngày xưa từng đứng chung sân khấu. Mình thấy nó trôi qua nhanh quá, mình vẫn còn đứng đây, vẫn được chương trình nhớ tới, khán giả nhớ tới, và vẫn còn nằm trong danh sách của những người được bình chọn trong suốt nhiều năm qua như vậy. Mình cảm thấy hạnh diện nữa. Và đây là giải thưởng mà con nói là rất đặc biệt đối với